chào các bạn, tôi là Trang Elena từ Angular English Day. Và hôm nay, lần trước tôi đã làm cho các bạn một cái video đó là ba cách dành cho học tiếng Anh qua bài hát như thế nào, dành cho người lười này, dành cho người có kế hoạch này, hay dành cho người yêu công nghệ. Còn ngày hôm nay thì cô sẽ tiết lộ với các bạn bốn bước để chúng ta học tiếng Anh qua bài hát từng bước như thế nào nhé. Học tiếng Anh qua bài hát là một trong những phương pháp yêu thích nhất mọi thời đại của cô giáo Trang. Và cô đã học nó từ năm lớp mấy các bạn có biết đâu? Từ những năm học cấp 1 của cô, từ năm cô học lớp 5. Và bài hát đầu tiên mà cô học đó chính là bài Proud of You. Bài biết bài đấy không? Ok. Và ngày đấy thì cô học nó một cách rất là đơn giản thôi. Nhưng bây giờ thì chúng ta có những cách như sau để các bạn có thể học được nó tốt hơn. Bước số 1 đó là chúng ta hãy lên kế hoạch và chọn những bài hát mà các bạn mong muốn. Có thể bạn sẽ rất là thích những cái bài hát nhanh và thời thượng hiện nay. Tuy nhiên nó sẽ không phù hợp với trình độ của các bạn. Nếu như trình độ của bạn là trình độ mới bắt đầu, vẫn còn rất là thấp thôi, thì mình hãy chọn những bài hát thật là đơn giản trước. Ví dụ như hồi lớp 5 cô mới bắt đầu học tiếng Anh, tức là chỉ biết mấy cái từ nó rất là đơn giản, thậm chí từ heaven cũng không biết là gì. Đấy, thì cô bắt đầu từ những bài dễ như là bài Proud of You, hay cũng có thể như bài Yesterday Once More, hay là The Day You Went Away. Cô sẽ làm một list những cái bài hát từ trình độ thấp cho đến trình độ cao hơn để cho các bạn tham khảo. Thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả để chúng ta tải cái list đó về nhá. Rồi, và bây giờ là bước 2. Bước 2 đó là chúng ta sẽ in lời hoặc là tải lời về. Nếu như bạn nào tốt hơn nữa thì chúng ta có thể vào những cái trang web như cô đã hướng dẫn trong video trước, như là Lyrics Training hoặc .com hoặc là lời dịch.com, thì nó đã có sẵn lời mà nó có để ra những chỗ trống. Mình sẽ nghe và điền vào chỗ trống đấy, và sau đó sẽ có đáp án là mình điền đúng hay sai. Đấy là cái phần học lời. Trong phần học lời, ngoài cái việc điền như thế, các bạn hãy tra những từ điển, cấu trúc, hoặc là đánh ở trên YouTube ấy. Đó là học tiếng Anh qua bài hát song ngữ. Đó, thì chúng ta sẽ có cả lời Anh lẫn lời Việt để mình hiểu nội dung của bài hát luôn. Và bước thứ 3 đó là chúng ta hãy luyện hát theo cái ca sĩ của mình và nghe đi nghe lại, nghe càng nhiều lần càng tốt. Lúc nào mình cũng mang nó theo và nghe, kể cả trong lúc mình học hay là trong lúc mình tắm hay giặt hay là làm bất cứ gì đó, để chúng ta thẩm thấu và chúng ta có thể hát theo được. Và bước thứ 4 là một bước cũng rất là vô cùng là quan trọng, đó là các bạn hãy thu âm lời bài hát vào. Hãy thu âm cái bài hát mà mình hát thử xem phát âm của mình có hay chưa, đã chuẩn chưa. Nếu như bạn tự tin vào khả năng hát của mình thì có thể thử cho bạn bè và tặng các bạn bè hay là thầy cô của mình nhá. Ok, đó là bốn bước để chúng ta học tiếng Anh qua bài hát. Hy vọng nó hữu ích cho các bạn và giúp cho các bạn có sự yêu thích đối với việc học tiếng Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ like, subscribe và share video nha. Goodbye, see you next time.